Điện máy Minh Khoa xin chào quý vị. Hôm nay Điện máy Minh Khoa xin giới thiệu một em máy khoan bàn Yoshida. Em Yoshida các bạn nhé. Một em Yoshida khoan bàn rất chi là đẹp. Đây nhìn mát Yoshida vẫn còn nguyên si các bạn nhé. Đấy. Bàn khoan đấy. Hôm nay nó rơi vào tầm 70-80 cân cơ. Đây, đây mũi khoan lên mà tay lên xuống cần khoan rất chi là mượt. Đấy, đấy. Các bạn nhìn thấy kim chỉ thị độ sâu nông của đưa cái mũi khoan xuống. Đấy. Đấy. Các bạn nhé. Đấy. Độ nông sâu. Cái măng danh này thì kẹp được mũi 13 nhé. Đấy, măng danh kẹp được mũi khoan 13. Đấy, 13. Đấy, số 13 rõ ràng nhé. Đấy, số 13. Đấy, 13 MG các bạn nhé. Đấy. Đây thì hai công tắc, một công tắc đèn. Đấy, có cả đèn các bạn ạ. Đèn nhé. Đấy. Đấy. Đây là thông số của nó nhé. Đấy, số no là 252. Số máy đấy. Đây là cái tổ đầu dây của máy khoan. Đấy. Đấy. Có cả cần để điều chỉnh độ lên xuống của bàn bàn khoan các bạn nhé. Đấy. Rất chi là ok. Đấy. Còn đây là thông số của máy. Đây là máy khoan bàn một pha các bạn nhé. Một pha. Đấy. Các bạn đọc tiếng Anh dịch ra thôi. Đấy, single pha đấy. Công suất thì là 300W. Công suất 300W nhé. Đấy. Các bạn mà mua thì liên hệ với bên mình nhé. 4,5 triệu con máy khoan bàn này thôi.